Ok, xin chào các bác. Và tiếp tục trong cái video ngày hôm nay thì bên em sẽ làm một cái chương trình xả cực kỳ sốc các bác nhé. Cực kỳ là hời cho tất cả các bác khách hàng trong cái video ngày hôm nay đây. Ở đây thì bên em đã xếp hai cục súp ở đây rồi các bác nhé. Hai cục này thì bên em sẽ xả cho các bác với cái giá là 3 triệu 500 nghìn đồng. 3 triệu 500 nghìn đồng chưa bao ship các bác nhé. Và em nhắc lại với giá, với hiện tại giá cục súp này thì bên em đang hỗ trợ với giá là 4 triệu 600 nghìn đồng. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì bên em sẽ xả cho các bác chỉ còn có 3 triệu 500 nghìn đồng thôi các bác nhé. Đấy, chưa bao ship. Em nói luôn là chưa bao ship các bác nhé. Mà tại sao thì bên em xả cho các bác? Thì ở đây thì có hai cục. Một cục thì bên em vừa đập hộp ra xong các bác nhé. Vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện, vẫn còn nguyên hộp các bác nhé. Cả hai cục này vẫn còn nguyên hộp. Một cục thì bên em trưng bày. Một cục này thì trưng bày anh em có di chuyển đi di chuyển lại thì nó bị va đập một chút các bác nhé. Va đập một chút thì nó hơi bị móp ở dưới này. Nó hơi bị vỡ dưới này. Nhưng mà cam kết với các bác là 100%. 100% là vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh cho các bác bình thường và vẫn bảo hành cho các bác là 2 năm các bác nhá. Đấy, chỉ mỗi cái là nó bị sự góc dưới kia thôi, bởi vì anh em trưng bày mà. Đấy, trưng bày nó va chạm một chút thì nó bị vỡ đi đúng không ạ? Và còn còn một cục bên cạnh này thì bên em muốn thanh lý cho các bác. Đó chính là nó hơi bị các bác nhìn này, ở cái góc này nó hơi bị ấy một chút các bác nhá. Hơi bị vỡ một chút này. Đấy. Tại vì sao nó vỡ như này? Ở trong quá trình vận chuyển các bác nhá. Vỏ thùng nhập về đúng không? Trong quá trình vận chuyển thì nó quăng quật đi. Đấy, nó có bị vỡ như thế này thì em bỏ ra thanh lý cho các bác. Đấy, 3 triệu 500 nghìn đồng. Và về hiện tại thì cục súp này thì em đã làm khá nhiều video chi tiết con này rồi. Đấy, nội thất con này thì bác có thể tham khảo qua video cũ bên em nhá. Đấy, thanh lý cho các bác 3 triệu 500 nghìn đồng. Một cục súp như thế này thì quá là rẻ rồi. 340. Hàng chính hãng bảo hành cho các bác 2 năm. Thì quá là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Ở trên thị trường giờ các bác không kiếm đâu được cái dòng súp bát 40. Chỉ 3 triệu hơn 3 triệu một chút thì không mà có con nhá. Súp bát 40 bảo hành 2 năm hơn 3 triệu thì không có rồi đúng không ạ? Đấy. Ở trong đây thì hôm nay trong video ngày hôm nay bên em thì xả cho các bác một cái giá hết sức là hời rồi. Bát 40 gân cao su bên trong các bác nhá. Đấy, bát 40 các bác nhìn bên ngoài các bác đã thấy rồi này. Đấy. Bát 40 thì thiên về âm mát là nhiều này. Âm trầm là nhiều. Đúng không? Con này thì âm trầm con này đánh cực kỳ căng các bác nhá. Đấy, một chút này thì em sẽ quay công suất đằng sau cho các bác cùng xem. Đây là một phiên bản được nâng cấp hơn so với phiên bản 1520S các bác nhá. Nên là chắc chắn là công suất của nó này và thiết kế của nó sẽ hiện đại hơn rất là nhiều đúng không ạ? Phiên bản này đã được thêm hai cái lưới chắn chuột các bác nhá. Thêm hai lưới chắn chuột bên dưới này. Thiết kế để chống chuột đúng không ạ? Ở trên này sẽ là logo của MV Pro này. Tem chống hàng giả hàng nhái công ty MV Pro có mã QR và website các bác nhá. Có thể vào trực tiếp website các bác tra sản phẩm nhá. Ok. Và màu sơn con này thì màu sơn sần để chống bụi rồi đúng không ạ? Những xước xác nhỏ thì gần như con này không mà có các bác nhá. Đấy, cục này thì mỗi cái là nó bị đẹp góc này thôi, bởi vì anh em vận chuyển thì bê đi bê lại đấy, kê vào thì nó bị móp mất góc đấy. Và về hình thức đằng sau con này thì con này sẽ có thể chơi được hai đường tín hiệu chính các bác nhá. Thứ nhất là nguồn hơi này và thứ hai là nguồn điện này. Đấy, chơi hơi này khi bác cắm trực tiếp thẳng nguồn tín hiệu vào e-sup này và được tín hiệu và trực tiếp thẳng bắt loa. Các bác có thể chỉnh những con vang và những con đẩy nhà mình các bác nhé. Và chơi điện là như nào? Chơi điện là khi các bác cắm trực tiếp thẳng nguồn tín hiệu vào ổ nguồn ở dưới này đúng không ạ? Đấy, nguồn điện 220V các bác nhé. Và các bác bật công tắc bật mở lên. Đấy, đợi 2 đến 3 giây thì cái dây màu xanh ở đây này. Đấy, nó sẽ nhảy lên thì nó ok các bác nhé. Đấy, và các bác có thể chỉnh volume tổng của súp này đây này. Đấy, tần số này. Công tắc đảo pha và những đường tín hiệu lời ra của súp các bác nhé. Các bác nào chơi vang hay âm ly hoặc đẩy liền vang các bác để chơi cái đường tín hiệu line in bên dưới này các bác nhé, đường tín hiệu hoa sen. Đấy, và công suất cực đại con này sẽ là 1000 đến 1500W này. Và con này là phiên bản đầu năm 2023 và cuối năm 2022 nó sẽ là lưu 2023 các bác nhé. Đấy, phiên bản 1520 Pro. Đấy, một tấm tản nhiệt điều thanh. Đấy, rất là chất lượng các bác nhé. Đấy, và hiện tại thì với mẫu súp này phiên bản mới nhất thì nó là rơi vào tầm 4 triệu 600 nghìn đồng các bác nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ xả cho các bác chỉ còn có 3 triệu 500 nghìn đồng thôi các bác nhé. Đấy, các bác đang quan tâm về dòng sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn mặt hàng các bác nhé. Hiện tại thì trong video ngày hôm nay thì em xả hai cục duy nhất thôi các bác nhé, đúng hai cục duy nhất thôi. Nên các bác nhanh tay các bác nhé. Vẫn đảm bảo cho các bác về chất lượng âm thanh của hai cục súp này như bình thường. Và ngay bây giờ thì em sẽ test âm thanh của từng cục súp một cho các bác cùng xem qua các bác nhé. Ok, để các bác cảm nhận rõ hơn chất âm của con này các bác nhé. Đấy, vẫn đảm bảo cho các bác về chất âm. Kết hợp với nó là một cặp loa JBL-QI512 đời 2021 các bác nhé. Và tiếp theo đó chính là một con đẩy liền vang D68S đúng không ạ? Nguồn cung cấp tín hiệu chính.
Đấy, và tổng chỉ là combo này đâu đó chỉ rơi vào tầm chắc 19 đổ lại thôi Quang nhá. Đấy, khá là ok rồi. Nếu mà nguyên bộ mới đấy các bác nhá. Đây, thanh lý thì không nói rồi đúng không ạ? Ok. Đấy, vẫn đảm bảo cho các bác bình thường nhá. Vẫn đảm bảo cho các bác về chất lượng âm thanh đúng không ạ? À, tuy là thanh lý thôi nhưng vẫn đảm bảo cho các bác về chất lượng âm thanh các bác nhé. À, cái ý là 1-2 các bác nghe thì kính xem rất là lơ keng rồi, hay rồi. Đấy, ok. Đấy, vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh các bác nhé. Vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh về hai cục súp này cho các bác. Ok chưa ạ? Và trong video ngày hôm nay thì em công bố giá lại các bác nhé. Chỉ còn có 3.500.000 đồng thôi. Đấy, trên một cục súp như thế này, thanh lý cho các bác đúng hai cục duy nhất các bác nhé. Đấy, các bác nhanh tay thì các bác có được sản phẩm này chơi. Ok chưa ạ? Các bác đang quan tâm về dòng sản phẩm này thì các bác thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn và đàn các bác nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.